Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dạy bài tập số 14. Hãy tìm giá trị dương nhỏ nhất trong mạng một chiều các số thực. Và nếu như cái mạng một chiều đó không có giá trị dương nào thì nó sẽ trả về giá trị là âm 1. Ở đây mình sẽ giải thích qua về cái đề bài này. Và để giải thích thì mình qua qua hai cái ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên mình sẽ cho một cái mạng một chiều gồm có 3 phần tử là 1.2 trừ 4 và 10. Thì theo yêu cầu bài toán thì số dương nhỏ nhất ở trong cái mạng này chính là 1.2, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây nó có hai số dương, đúng không ạ? 1.2 và 10, và nó sẽ lấy cái số dương nhỏ hơn là 1.2. Đấy. Và ở ví dụ thứ hai, mình cũng cho một cái mạng một chiều gồm 3 phần tử là trừ 1.2, trừ 4 và trừ 10. Tất cả như các bạn thấy thì tất cả các phần tử nó đều là âm, đều bén không, cho nên là nó sẽ trả về kết quả là âm 1, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì làm thế nào có thể làm được điều đó? Thì mình sẽ đưa ra cái thuật toán như sau. Thì đầu tiên các bạn cần phải tìm được cái số dương đầu tiên. Sau khi đã tìm được cái số dương đầu tiên thì các bạn lấy cái số dương đầu tiên đó đi so sánh với những cái số dương còn lại ở trong cái mạng đó. Nếu như cái số dương còn lại, những cái số dương còn lại đó nó lớn hơn cái số dương mà mình đã tìm được, cái số dương nhỏ nhất đấy, cái số dương đầu tiên đấy, thì các bạn sẽ gán cái giá trị số dương nhỏ nhất bằng cái giá trị số dương đầu tiên đấy. Nói một cách khác là các bạn lấy cái số dương đầu tiên này, mình sẽ mặc định cho cái giá trị số dương đầu tiên này là cái số dương nhỏ nhất luôn đấy. Và sau đó mình sẽ lấy cái số dương đầu tiên này mình đi so sánh với những cái số dương còn lại. Nếu như mà nó vẫn bé hơn thì cái giá trị số dương nhỏ nhất chính là bằng cái giá trị số dương đầu tiên này đấy. Và nếu như mà cái số dương còn lại nó mà lớn hơn, nó mà bé hơn những cái số dương còn lại này, nó mà bé hơn cái số dương ban đầu này, mà số dương nhỏ nhất này, thì mình sẽ gán cái số dương nhỏ nhất, một cái biến min đấy, sẽ bằng cái giá trị của số dương mà bé hơn cái số dương ban đầu này. Đấy. Thì đó là cái thuật toán của bài toán. Và với trường hợp mà tất cả các cái số đây nó đều âm thì mình sẽ trả về kết quả là âm 1. Và tất nhiên thì nó sẽ không có số dương nào các bạn, nên nó sẽ trả về âm 1. Cái này thì nó đơn giản. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần viết code. Thì cũng như mọi cái chương trình khác thì mình cần phải viết số cái thư viện cho nó là Studio, Onio hay là Mac. Và mình cần phải định nghĩa một cái Mac có độ rộng là 100. Rồi, sau đó sẽ làm nhập mạng và hàm xuất mạng. Trong hàm nhập mạng này thì kiểu dữ liệu của nó là số thực nên là nó phải lập float, đúng không ạ? Và enter và n. Và sau đó mình sử dụng một cái câu lệnh go to, đúng không ạ? Rồi, để kiểm tra xem n này nó có đã thỏa mãn điều kiện là nằm trong khoảng mắc này chưa. Đấy, nếu như không thỏa mãn thì nó sử dụng câu lệnh go to để quay về nhập lại. Rồi, sau đó sẽ sửa. Nếu như đã thỏa mãn điều kiện rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lặp for để chúng ta có thể nhập được cái giá trị của phần tử mạng. Rồi, tiếp theo là đến cái phần xuất mạng. Xuất mạng thì ở đây nó cũng rất đơn giản. Mình chỉ cần sử dụng một cái vòng lặp for đây. Đấy, và có câu lệnh print. Đúng không ạ? Các bạn nhớ rằng đây là kiểu số thực là sẽ là phần trăm f này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm để tìm ra cái số dương đầu tiên. Số dương đầu tiên. Plot. Số dương đầu tiên. Đấy. Đây thì cũng là plot A. Và in N.
Và trong để tìm cái số dương đầu tiên thì cô nó cũng tương tự cái bài này hôm trước mình đã làm rồi đúng không ạ? Và mình sẽ làm lại như sau. Mình sử dụng một cái vòng lặp for. Và trong này mình sẽ sử dụng một cái biến chạy bằng 0 với điều kiện y phải bé hơn n và y cộng cộng. Và trong là vòng for này thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái AI nó mà lớn hơn 0 thì sẽ làm công việc sau, sẽ return trả về kết quả đấy là AI đúng không ạ. Còn nếu không thì nó sẽ return âm 1 đấy. Rồi, đấy là cái hàm dùng để tính cái số dương đầu tiên. Và sau khi đã tìm được cái số dương đầu tiên thì mình đi vào tìm cái số dương nhỏ nhất. Và để tìm được cái số dương nhỏ nhất thì chúng ta phải làm như sau. Trong cái cách để tìm cái số dương nhỏ nhất thì ban đầu chúng ta sẽ làm như thế này. Ta sẽ phải khai báo một cái biến là dương nhỏ nhất, dương min ấy. Đấy. Nó sẽ bằng kết quả của cái hàm mà số số dương đầu tiên này, tức là bằng số dương này đầu tiên này. Đấy. Đây sẽ là a và n. Đấy. Ta gán như này. Và nếu như sau đây sau đó ta sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà dương này, dương min này mà bằng 1 này, bằng -1 đúng không ạ? Tức là không có cái số dương đầu tiên nào không có cái số dương nào thì sẽ trả về cái kết quả này. Return này. Âm 1. Đấy. Còn nếu như mà không không phải là không phải trả về âm 1. Đấy, dương pin không bằng âm 1 này. Thì sẽ làm như thế nào? Xin lỗi các bạn, ở đây chúng ta cần thêm một dấu bằng vì ở đây là trong câu lệnh if là so sánh thì đây sẽ là phải là bằng bằng. Đấy. Còn nếu như mà cái dương min này nó không bằng -1 thì làm như thế nào? Mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for cho y bằng một cái biến chạy y phải tạo bằng 0 và y nó phải bé hơn n, tất nhiên là y cộng cộng. Rồi trong cái vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if để kiểm tra điều kiện. Nếu như mà cái giá trị ai này nó mà lớn hơn 0 và nó đồng thời vậy thỏa mãn hai điều kiện đó là lớn hơn 0 và cái AI này nó bé hơn cái dương min thì lúc đó mình sẽ làm cái công việc như sau. Mình sẽ gán cái dương min bằng AI đúng không ạ. Ở đây dương min mình viết thiếu rồi, ok. Tức là gì? Tức là khi mà cái giá trị AI này, phần tử AI này nó vừa lớn hơn 0 này và nó vừa nhỏ hơn cái giá trị dương min này, giá trị dương nhỏ nhất này, thì lúc đó cái giá trị dương nhỏ nhất nó sẽ được gán bằng cái giá trị AI này đúng không ạ. Rồi và sau đó thì return dương min. Ok. Và trả về kết quả là cái biến dương min, đúng không ạ? Như vậy là mình đã tìm được cái số dương nhỏ nhất rồi đúng không ạ? Rồi ok.
Bây giờ là mình sẽ đi vào cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì mình cũng cần phải khai báo cái n này và cái a. Sau đó sẽ là cái hàng nhập mạng này. Và cái hàm xuất mạng này. Đúng ạ. Và sau đó sẽ là một cái khai báo tiếp plot số dương. Mình đặt đây là dương min cũng được, tức là dương nhỏ nhất đấy. Ở dương nhỏ nhất luôn. Sẽ bằng, đây sẽ là sẽ bằng cái kết quả trả về của cái hàm số dương nhỏ nhất. Đây, đây sẽ là a n. Rồi ok. Và sau đó sẽ sử dụng cái câu lệnh print để chúng ta có thể in ra cái kết quả. À, đây sẽ là số dương nhỏ nhất trong mạng là, đây sẽ là phần trăm 3F đúng không ạ? Đây sẽ là dương nhỏ nhất chấm phẩy và xuống dòng sử dụng thêm một cái câu lệnh get để dừng màn hình lại và return không. Đấy, như vậy là mình đã viết xong cái hàm main. Bây giờ mình sẽ chạy thử chương trình xem như thế nào. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem như thế nào nha. Như vậy là chương trình không lỗi. Rồi chúng ta sẽ nhập cái số phần tử cho mạng. Nhập đây là 3, A0 mình cho là -12, A1 là 2 và A2 mình cho là 4. Rồi ok. Thì đây nó đã in ra cái mạng là cùng có phần tử -12, 2, 4 và số dương nhỏ nhất trong mạng chính là 2 đúng không ạ? Đấy. À, trên đây là cái bài tập dạy để tìm cái số dương nhỏ nhất trong mạng một chiều số thực. Và nếu như không có giá trị dương thì nó sẽ trả về -1. À rồi. À, mình sẽ thử với cái giá trị -1 này. Ở đây như các bạn nhập túy nha, 3 này. Nếu như các bạn nhập các số âm cả thì nó sẽ trả về -1 đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nhập số âm cả xem nào. Đấy, thì nó đã trả về các cái kết quả là -1 đúng không ạ? Đây, ở đây. Rồi. Như vậy là mình đã giải quyết xong cái bài tập này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.